Mợ ba. Hả? Mẹ Quý sao rồi mợ? Tạm thời cứ để chị ở đây, con nhớ để mắt chăm sóc giùm. Dạ. Nói nhân viên á, người ta lo cơm nước chu đáo cho chị nha. Con thấy tình hình của bác không tốt, khóc suốt. Làm mẹ nên mợ cũng thấu hiểu nỗi đau mất con. Huống chị xui có một đứa con trai à. Không biết chị có cầm cự nổi không. Chào cô. Chào anh. Chào cô. Ngồi xuống đi tụi con. Cảm ơn cô. Dạ, để con giới thiệu với mợ ba. Đây là anh Tâm, trưởng phòng thu mua nguyên liệu. Dạ. Còn đây là Xuân. Dạ chào cô. Kỹ sư nhà máy. Còn đây là chị Hà. Dạ chào cô. Phụ trách kho hàng. Còn đây là bà Hiền, mẹ của Võ Hiếu và Kỳ Quý. Dạ. Cô chào mọi người. Trước đây có thể là không có biết nhau, nhưng cô không có xen vào công việc của hai anh em nó. Hôm nay chúng ta ngồi đây chỉ có mục đích duy nhất, đó là giữ lại nhà máy trà Táo Đỏ. Giờ là lúc chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để giữ lại sự nghiệp mà Kỳ Quý và Võ Hiếu đã gây dựng lên. Dạ, tụi con cũng đã nắm được tình hình của công ty. Từ khi mà có thông tin anh Hiếu và anh Quý mất tích đó cô, tụi con cũng lo lắng và buồn nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì tụi con cũng đã cố gắng duy trì công ty cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn con. Dạ. Ngoài Út Mót là người nhà ra thì cô cũng cảm ơn tất cả mọi người cùng chung tay đấu cực, đứng vững trong thời gian mà không có người điều hành ở đây. Không cần phải cảm ơn đâu cô, tụi con sẽ cố gắng làm hết sức. Trước hết là vì cái tình đối với anh Hiếu và anh Quý. Hai người đó luôn coi nhân viên như là người nhà. Tụi con cũng vì công ty và vì chén cơm manh áo của rất nhiều công nhân ở đây. Con nói đúng đó. Chúng ta không những nên giữ vững nhà máy mà còn phải có trách nhiệm với tất cả mọi người dân ở đây. Dạ. Dạ. Trước khi chờ đợi sự quyết định cuối cùng của mợ và Trúc Trà, anh em tụi con đã nói với nhau là cố gắng làm việc để giữ vững nhà máy. Mợ cứ yên tâm đi nha, khâu nào cũng hoạt động ổn hết. Chỉ cần mọi người ngồi lại với nhau rồi đưa ra quyết sách, con nghĩ Trà Táo Đỏ sẽ ổn. Mợ với Trúc Trà đã bàn kỹ rồi, quyết tâm giữ lại thương hiệu Trà Táo Đỏ. Chờ ngày Võ Hiếu và Kỳ Quý quay về sẽ giao lại cho hai đứa nó. Dù có chút hy vọng mong manh, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dạ. Trước kia có Võ Hiếu và Quý, công ty hoạt động lớn. Nay không có hai người, mình duy trì các đơn hàng nhỏ thì tình hình nhà máy sẽ đứng vững. Hiện tại thì Trúc Trà đã về Sài Gòn để làm việc với các bộ phận quan trọng, sẽ tìm cách giải quyết hết những đơn hàng cũ và chọn những đơn hàng mới để duy trì. Nguyên liệu của nhà máy chúng ta hiện nay không hề thiếu. Con thấy là tất cả những đơn hàng mà chúng ta sản xuất á, thì nguyên liệu chủ yếu vẫn là nông sản của chúng ta. Cô vốn quen với việc buôn bán lâu năm, nên cái việc mà để thu mua nguyên liệu á, cứ giao cho cô. Dạ. Mỗi người một tay, cô nghĩ mình sẽ trụ được. Về phần vận hành máy móc, mọi người cứ giao cho con. Công thức sản xuất thì đã có từ lâu, không thể thay đổi. Chỉ cần giám sát khâu thành phẩm là sẽ giữ được chất lượng sản phẩm Trà Táo Đỏ. Đó chính là mong muốn cuối cùng của gia đình. Chất lượng sản phẩm phải luôn đặt lên hàng đầu. Và từ đây anh bên em mãi, cho dẫu thời gian hờ hững phôi phai, cầm tay anh để đón anh.